Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tin gọn bộ máy kỳ vọng vào sự thực chất và hiệu quả thời Tổng Bí thư Tô Lâm Ngày 27 tháng 11, VOA Tiếng Việt có bài Nhiều người mong việc tin gọn bộ máy thời Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ thực chất, hiệu quả Theo đó, VOA cho hay, những tuần gần đây, sau khi Tổng Bí thư Tô Lâm công bố chủ trương xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, mạnh, hiệu quả, nhiều người dân trong nước bày tỏ trên mạng xã hội Họ ủng hộ và hy vọng chương trình của ông sẽ thực chất và thành công. Và đây là hình tổng bí thư Tô Lâm. Mới đại nhất, ngày 25 tháng 11, Ban chấp hành Trung ương Đảng họp bất thường, trong đó xác định rằng thực hiện của cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được xem là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Theo VOA, tại cuộc họp, Tổng bí thư Tô Lâm đặt ra yêu cầu phải thực hiện nghiêm nguyên tắc một cơ quan thực hiện nhiều việc, một việc chỉ giao một cơ quan chủ trì và chịu trách nhiệm chính bộ máy mới sau khi được tinh gọn phải tốt hơn bộ máy cũ và đi vào hoạt động ngay để không để ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường của xã hội của người dân. Theo quan sát của VOA, những quan điểm và lời chỉ đạo của ông Tô Lâm nhận được nhiều sự tán đồng, ủng hộ, hy vọng từ người dân thể hiện trên các diễn đàn mạng xã hội hay các trang cá nhân của những Facebooker có đông người theo dõi như Quy hoạch Toàn quốc, Mạc Quang Trang, Lưu Trọng Văn, Huỳnh Ngọc Trên, Hà Phan, Nguyên Khánh Trình. VOA dẫn lời nhà báo đã nghỉ hưu, Chu Vĩnh Hải nhận định rằng Tôi tin tưởng rằng Tổng bí thư Tô Lâm có thể thực hiện tương đối tốt, đến tốt, việc tinh giản bộ máy và đưa ra những lý do theo góc nhìn cá nhân. Tổng bí thư Tô Lâm là người rất thực tiễn. Từ khi ông lên làm chủ tịch nước, rồi tổng bí thư, ông có cách nhìn không lý thuyết, ý thức hệ mà bằng con mắt của người kỹ trị, hành động. Việc tổng bí thư Tô Lâm sẽ tinh giản bộ máy thì hoàn toàn có cơ sở để hy vọng. VOA dẫn lời cựu nhà báo, cựu đại tá công an Nguyễn Như Phong chỉ ra rằng bên cạnh ông Tô Lâm cũng cần ghi nhận một nhân vật nữa đã đi đầu về cải cách bộ máy là ông Phạm Minh Chính ở thời điểm còn làm bí thư của tỉnh Quảng Ninh trước khi trở thành thủ tướng. Và đây là hình tổng bí thư Tô Lâm. Bài học kinh nghiệm trong việc cải tổ bộ máy của Bộ Công an của các tỉnh, thành phố khác càng làm ông Tô Lâm thêm quyết tâm phải cải tổ bộ máy hành chính hiện nay đang rất cồng kềnh, kém hiệu quả ông Phong đưa ra quan sát. Vẫn theo VOA, cho đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam và truyền thông nhà nước chưa công bố cụ thể cơ cấu các bộ và các tỉnh, thành sẽ được thu gọn, sát nhập, ra sao hay không thời gian là như thế nào. Ông Phong chia sẻ thông tin chưa chính thức mà ông có được cho thấy vào khoảng quý 1 năm 2025, Việt Nam sẽ hoàn thành đề án sát nhập các bộ, ngành, các tỉnh, thành và từ đó sẽ dành một năm rưỡi để thực hiện với dự báo sẽ có nhiều hệ lụy mà các nhà chức trách phải giải quyết, nếu không thì chết dần. Vẫn cựu nhà báo này cho rằng, các nhà hoạch định chính sách đang thận trọng, chưa công bố thông tin chi tiết, còn vì một số lý do khác. Việc sát nhập này sẽ ảnh hưởng rất to lớn đến tư tưởng của nhiều cán bộ, đảng viên, vì anh đang từ cấp trưởng xuống cấp phó, đang từ cấp phó xuống cấp phòng. Và sẽ không loại trừ các yếu tố tiêu cực, đó là khiếu kiện, là lợi dụng việc sát nhập để đẩy đuổi những người không ăn cánh, ông Hải nhận định vì cải cách bộ máy có nhiều vấn đề nhạy cảm, cho nên họ còn đang ném đá dò đường. Vì Tổng Bí thư Tô Lâm mới lên, thời gian còn ngắn. Nhưng rõ ràng là dư luận rất ủng hộ, việc Tổng Bí thư Tô Lâm tinh giản bộ máy. Tin tưởng công cuộc này sẽ thành công, ông Phong tiên đoán Việt Nam sẽ có bộ máy tinh gọn, hiệu quả, chuyên nghiệp, ít người, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, của người thi hành công vụ. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin tinh gọn bộ máy, kỳ vọng vào sự thực chất và hiệu quả thời Tổng Bí Thư Tô Lâm. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Dân mệt thì chẳng ai có thể an hưởng thái bệnh. Ngày 26 tháng 11, trang facebook lao tạ của nhà văn tạ duy anh đăng lại bài dân mệt lắm rồi tác giả đăng bài này lần đầu từ năm 2013 nhưng nếu bỏ qua các số liệu và sự kiện đã cũ thì cứ như vừa viết về những gì đang diễn ra theo đó 12 năm trước nghị trường quốc hội từng nóng bỏng bàn luận vấn đề lãng phí thất thu ngân sách và tệ nạn tham nhũng tác giả tự thấy có nghĩa vụ phải cổ vũ các đại biểu quốc hội dũng cảm bằng cách chỉ tiếp ra cho họ những tệ nạn mà họ đang đối mặt với một số thống kê trên các báo chính thống như chuyện cẩm chào, sân vận động, tiêu tốn tiền tỷ rồi bỏ hoang, xuống cấp. Và đây là hình giấy tờ trên Facebook lao tả. Tác giả dẫn tiếp những lời chứng về tình hình tham nhũng đang diễn ra trên đất nước của chúng ta. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, bây giờ ra khỏi nhà, cái gì cũng phải tiền, không tiền không trôi. Tham nhũng lớn cũng có, tham nhũng nhỏ cũng có, như ngứa ghẻ rất khó chịu. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, một con sâu đã nguy hiểm rồi, một bầy sâu là chết cái đất nước này. Chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng Không tham nhũng, họ lấy đâu tiền mà chạy chức vụ này, chức vụ kia. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng Có cán bộ tham nhũng hàng triệu đô la để mua nhà cho bạn gái là điều rất đau xót. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan Tôi càng đi càng thấy buồn, họ ăn của dân không từ một cái gì. Tác giả đánh giá nghĩa là lãng phí, thất thoát tài sản, tham nhũng là những thứ đã ở mức tràn ngập lãnh thổ, được nêu công khai, không còn bất cứ một sự né tránh nào nữa. Hiện tượng này phản ánh hai điều như sau. Thứ nhất, tài sản quốc gia đang bị hàng ngàn, hàng triệu con đĩa, con bạch tuột, thò vòi hút ngày ngày với lòng tham vô đáy và sự tàn ác không trời đất nào dung được. Thứ hai, sự bất lực trong việc chống lại căn bệnh kinh tởm này khi mới chỉ số ít trong đó bị lôi ra ánh sáng. Và đây là hình những ủy viên Bộ Chính trị khóa ngã ngựa. Tác giả đặt vấn đề, có phải kết cục tất yếu là mọi người dân Việt Nam đang gánh chịu 432 loại thuế, phí thuộc hàng cao nhất thế giới? Phải nói thẳng ra rằng, không ngân sách nào chịu nổi, một bộ máy còng kềnh, lười biếng, làm việc thiếu hiệu quả và tất yếu là sinh ra đủ thứ tiêu cực như mua quan bán chức, đúc lót, hối lộ, ăn cắp, tham nhũng, lãng phí. Tác giả nhận xét, không sức dân nào kham nổi, mà sức dân đâu chỉ mỗi việc gồng gánh trách nhiệm làm ra của cải, họ luôn phải dàn sức ra, cho nào là chiến tranh, thiên tai, các loại nhân tai, dịch bệnh. Tác giả đặt câu hỏi, vì sao lại tồn tại một hiện trạng mà ai cũng biết như vậy? Tác giả dẫn lời trần tình của ông Lê Như Tiến, phó chủ nhiệm của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, thành thiếu niên của Quốc hội nói rằng, nhiều lãnh đạo các địa phương vận động đại biểu Quốc hội trước mỗi kỳ họp có thể chất vấn nói về bất cứ vấn đề gì trừ tham nhũng ra bởi việc đó chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng. Tác giả kết luận, vậy là đã rõ, nội bộ là đám quan tham. Đám quan tham nhũng là chính những người đưa ra yêu cầu với các đại biểu quốc hội. Còn người ngoài ở đây không còn nghi ngờ gì nữa, chính là nhân dân. Tác giả nhấn mạnh, dân có thể là người bên ngoài với số tài sản là quan tham đang ăn cắp, chia nhau và tìm cách ém nhẹm, coi như chuyện nội bộ Họ có thể vì mãi lao động, vì cả tin, vì khờ khảo mà không biết, nhưng còn có trời biết và can dự vào mọi việc. Tác giả cho rằng, tổ tiên anh Minh để lại cho hậu thế bài học giữ gìn xã tắc bền vững chỉ gói gọn trong bốn chữ, khoan thư sức dân. Thế mà lũ quan tham khiến dân lao lực vì lòng tham vô đáy của họ. Dân mệt lắm rồi, dân mà mệt thì chả ai yên hưởng thái bình được đâu, cho dù của nã bỗng lọc đầy nhà. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Dân mệt thì chẳng ai có thể an hưởng thái bình. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thờ báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.